Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay lại về thêm được một chiếc quạt rất là đẹp đến từ thương hiệu của Toshiba. Và anh em có thể thấy thì chiếc quạt Toshiba này thì nó là dòng số chiết áp rất là hiếm. Và cái điều hiếm nữa là anh em có thể thấy quả lồng này của nó thiết kế rất là lạ và bắt mắt so với cả những cái lồng của những chiếc quạt số chiết áp của Nhật. Rất là đẹp. Và anh em có thể thấy thì hàng về thì nó có cả thùng, nhưng mà thùng này nó cũng đã cũ rồi, nhưng mà vẫn giữ lại để cho anh em thấy là đồ mình tuyển chọn rất là kỹ. Và cái độ mới của con này thì rất là đẹp, anh em có thể thấy nhìn quả chóp của nó kìa. Đấy, chóp hỏa tiễn, màu cánh nó màu cánh xanh lục rất là đẹp, màu giống như kiểu màu xanh xám ấy, rất là đẹp. Bầu của con này nó là bầu đạn, anh em có thể thấy bầu đạn hai khứa đấy. Tay cầm này, tay cầm của nó là xi, anh em thấy bóng luôn đó, rất là mới. Tem là tem đồng nằm ở phía sau cổ cò. Nói chung là hàng mà còn thùng thì nó rất là đẹp và rất là đáng sưu tầm. Cái lợi thế của cái dòng số chiết áp là anh em chỉnh cái gì nhỉ, cái độ gió của nó rất là thích, tại vì mạnh nhẹ yếu là do mình, và cái quan trọng là mình chỉnh được cái độ gió theo đúng cái sở thích, chứ nó không cần phải số 1, 2, 3 giống như kia. Thì nhiều khi mình muốn mạnh hơn số 1 mà nhẹ hơn số 3 thì hoặc số 2 thì chúng ta sẽ chỉnh được đó. Và dòng chiết áp này thì nó sẽ rất là bền. Anh em nào thích dòng sưu tầm những cây quạt bàn đẹp thì có thể liên hệ với em để mua cái cây quạt này. Nước sơn của nó rất là đẹp nhé. Con này là màu xám xi măng, màu xám xi măng. Đây là cái phần số của nó này. Đó. Càng đưa lên thì càng mạnh. Em thấy không? Đó. Càng đưa lên thì càng mạnh. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em nhé. Toàn thân gang sắt. Cảm ơn tất cả mọi người.